Sự sẻ chia và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời. Tình thương giữa con người với con người là không thể nào thiếu được trong cuộc sống. Nó giúp con người trở nên mạnh mẽ, hạnh phúc, vui vẻ hơn. Không chỉ người nhận sự quan tâm, sẻ chia, mà ngay cả những người chơi đi hay bất kỳ ai cảm nhận được sự lan tỏa của tình thương cũng sẽ đều thấy ấm áp. Do đó, câu chuyện mà cô gái trẻ đến từ Hòa Bình chia sẻ đã thực sự chạm đến trái tim của nhiều người, nhận về hàng nghìn lượt quan tâm của cộng đồng mạng. Được biết, cô gái tên Bùi Thị Nụ, 20 tuổi, chủ nhân câu chuyện vừa chuyển vào Đà Nẵng sinh sống và tìm việc làm. Tuy nhiên, không may cô bị tai nạn giao thông khi chỉ vừa đến thành phố biển được chưa đầy 2 tuần. Bị tai nạn gãy xương đùi, cô gái quê Hòa Bình phải nằm viện điều trị gần 1 tháng. Trên đường đi làm về từ Hội An ra Đà Nẵng, mình bị tai nạn, gãy xương đùi, phải vào bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng mổ và bó bột. Thân gái một mình sống ở Đà Nẵng, không có người thân nên khi nằm viện mình chỉ có một vài người bạn đến thăm. Còn đâu hàng ngày nằm trên giường bệnh một mình, không có ai chăm sóc, thực sự rất khó khăn. Chủ nhân câu chuyện chia sẻ. Trong cái rủi có cái may, dù phải nằm viện điều trị gần một tháng trời, không có người chăm sóc, lại không thể tự đi đứng được vì bị gãy xương phải bó bột cố định. Nhưng nhờ vậy, cô đã có dịp chứng kiến và cảm nhận được lòng tốt của những người xung quanh. Những ly sinh tố, bữa cơm nhà nóng hổi mà Bùi Thị Nụ nhận được mỗi ngày từ những người xung quanh khiến cô cảm thấy ấm lòng. Cô gái Bùi Thị Nụ kể, suốt mấy tuần nằm viện, mình mới hiểu và cảm nhận được con người Đà Nẵng họ như thế nào. Trước đó, khi vừa bị tai nạn ngã xuống, mình đã được người dân xung quanh chạy lại giúp đỡ nhiệt tình, họ hô hào gọi xe cấp cứu chở đi bệnh viện, rồi gọi điện về cho mẹ giúp mình. Suốt thời gian nằm một chỗ trên giường bệnh, mỗi lần dậy đi vệ sinh, mọi người xung quanh đều thay nhau dìu đi, nếu đi vào bô, họ cũng đổ giúp. Đặc biệt, nằm giường bên mình là một cô gái trẻ, bố mẹ bạn ấy tốt lắm. Đến bữa nấu cơm cho con là nấu cả phần mình, họ mua đồ ăn giặt cho con như ly sinh tố, gói bánh đều mua cho cả mình. Đặc biệt, cô ấy biết mình không quen ăn đồ cay, mặn như người miền Trung nên nấu riêng theo khẩu vị cho hợp ý mình. Có bữa, mình còn nghe chú gọi điện cho con gái, hỏi bạn ấy và mình thích ăn gì để chú đi chợ nấu cho hai chị em luôn. Mặc dù trước đó không hề quen biết trước cô chú, quả thật xúc động vì sự sẻ chia, sẵn sàng cho đi không cần nhận lại của họ. Mỗi lần ăn bát cơm nóng hổi với đầy đủ các món canh rau, cá thịt do cô ấy nấu từ nhà mang lên cho lại thấy xúc động, nghẹn nghẹn ở cổ. Đi kèm với câu chuyện, cô gái quê Hòa Bình không quên chụp lại những món ăn do người nhà bệnh nhân giường kế bên nấu cho mình. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn đến tập thể bác sĩ, y tá, thực tập sinh tại bệnh viện bởi sự tận tâm, chu đáo khi chăm sóc từng bệnh nhân. Câu chuyện ngay sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm và hàng nghìn lượt thả tim từ dân mạng. Nhiều người chia sẻ cảm xúc tích cực, cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến hành động đẹp được lan tỏa rộng rãi. Được biết, hiện tại Bùi Thị Nụ đã được xuất viện về nhà, tình trạng sức khỏe cô đang dần ổn định sau gần một tháng điều trị tích cực tại bệnh viện.